có vẻ ngoài đơn giản, nhưng những chiếc bánh cuốn đặc biệt của người Nùng ở huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk này đã phải trải qua quy trình thủ công rất dài và cực kỳ công phu. Bột gạo được xay từ cối đá. Gạo để làm bánh phải được chọn lựa kỹ càng. Khuôn bánh được tráng bằng mỡ heo. Không dùng bình ga hay bếp điện, người nấu phải dùng củi để đun và đốt lửa đều tay. Đây chính là bí quyết để làm nên những chiếc bánh cuốn thơm ngon đặc trưng của người Nùng tại Tây Nguyên. Gia đình bà Nông Thị Ương tại thôn 8, xã Ea Mena, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk là một trong những hộ dân đến nay vẫn còn thường xuyên sử dụng cối đá để làm bánh cuốn độc đáo này. Với mùi vị bánh đặc trưng, cách làm bánh khác biệt, món bánh cuốn của gia đình bà Ương được rất nhiều người trong khu vực biết đến. Điểm khác biệt nhiều nhất trong cách làm bánh cuốn chính là nhà bà Ương đến nay vẫn còn sử dụng cối đá xay, trong khi nhiều hộ dân khác trong khu vực đã dùng đến máy xay bột. Tại sao mình lại sử dụng cối xay đá mà mình không mơ đi? Do cái cối xay đá là các cho ông bà ngoại ngày xưa là cho cái cối xay đá là kỷ niệm cho con cái. Trước nhiều người người ta bảo thôi làm bán cái cối này đi thờ bác, mà bác cũng không bán. Cái này thì để làm kỷ niệm và ông bà để lại cho. Thì mình thích mình xay, chứ bây giờ mình làm bánh cuốn mà đi xay cái bằng máy xay sát ấy thì nó không được mịn, nó nhanh thật nhưng mà nó không được được mịn đâu. Nó sẽ dở cái bánh. Do cái bánh làm ngon thế nào là nó cũng chủ cân cối đá mình căn nho thần, bỏ ít gạo đều đều, nửa gạo nửa nước là xay nó mới đều bột, nó mới được ngon. Chứ ở bây giờ mình đi xay ảo ảo một tí là nửa gạo nửa nước là nó đâu có đều đâu. Là sao cái bánh nó dở là dở cái đấy. Cái khâu xay bánh cũng là một cái cả vấn đề làm bánh. Cái khâu làm bánh cũng phải đấy, cái khâu tráng thì nó không phải như vậy. Mình phải căn cái bột nó được thật đều nó mới được, cái bánh mới được ngon. Ngoài công dụng để xay bột gạo làm bánh cuốn thì chiếc cối đá này còn có thể xay đậu làm sữa đậu nành, đậu hũ, xay gạo làm bánh tẻ, làm phở để ăn. Để sử dụng được cối đá thì cần có lực kéo từ hai người. Để gạo được nhuyễn nhuyễn, lực tay của người kéo cối đá cũng cần phải mạnh và đều. Theo bà Ương, có một số người chọn gạo hạt dà để làm bánh cuốn, nhưng bánh lại bị khô và nứt nên bà luôn chọn loại gạo ba sạch, gạo hộp tròn để làm bánh. Bánh cuốn làm cho nó mới đạt này. Mịn thế này không thì xay bằng máy xay thì nó đâu có được mịn như vậy đâu. Làm bánh cuốn thì mình phải làm bằng gạo sệt nó mới ngon. Trước khi làm đấy thì phải làm ngâm, phải nấu cơm bằng gạo sệt đấy thì phải trộn thêm một, thường thường bác làm ấy thì làm một ký gạo thì phải xuống một chén cơm, xong đi xay cùng để bánh nó được dẻo, nó không phải nứt, nó không phải khô. Bà Ương cho biết để làm ra được chiếc bánh ngon thì đun củi phải đều tay, cộng thêm việc nấu nước phải vừa đúng với dư lượng khoảng 2/3 nồi. Lúc đó bỏ khuôn tráng bánh vào hấp sẽ không bị tràn nước ra khỏi nồi. Làm bánh cuốn thì phải củi to, nó có than, mình khỏi phải đun nhiều. Và lúc nào nó cũng sôi đều đều, mà xung quanh cái lửa bếp này là chỗ nào nó cũng đều đạo là chỗ nào cũng hết, mà một bên có củi, một bên không có là nó không được. Một điểm đặc biệt khác so với các hàng quán bánh cuốn khác là nhà bà Ương thường xuyên sử dụng mỡ heo để tráng vào khuôn bánh. Có như vậy, bánh mới có vị thơm đặc trưng và vị béo ngậy của mỡ heo. Bác làm bánh là làm dân tộc mình phải làm như vậy này. Dùng tráng, trước khi làm bánh thì phải làm mỡ heo. Mà tráng cái khuôn nó không được, nó không phải dính. Chứ ở chợ người ta làm bán thì người ta làm bằng dầu ăn, dầu lạc ấy, thì nó ăn không được ngon. Chứ dân tộc mình làm thì bằng mỡ heo, thế là nó ngon, mỡ heo mà lại mỡ tươi, mỡ mới cơ. Đem về thắng lên xong mới làm. Như vậy là ngon tuyệt vời luôn, khỏi phải chê. Sau khi tráng bánh vào khuôn thì công đoạn tiếp theo là bỏ bánh vào nồi và hấp trong vòng 15 phút để bánh chín đều và dẻo dai. Bánh được hấp xong sẽ được cắt đôi và bỏ nhân vào cho thấm vị. Bây giờ ta bỏ nhân vào luôn. Nhân cắt đôi ra, không thì miếng to quá. Thì nguyên liệu mình bỏ vô trong cái này là dùng gì nhiều vậy bác? Nguyên liệu đây thì bác bỏ thêm ít thịt này, cà rốt này, nấm này, hành này, cho nó thơm ngon. Cái nhân này đấy bác phải bỏ hai, chia làm hai phần. Một phần là bác bỏ hành xuống, một phần là bác không bỏ hành. Có người thì thích ăn hành mà có người thì nó không thích ăn hành.
Bây giờ bác phải chia làm cho hai đĩa nhân. Thì ai muốn ăn cái nào thì ăn. Cái bánh này của bác thần dân tộc mình làm ấy, thì mình làm bằng gạo sẻ. Mà như sáng nay bác làm ấy, thì tối hôm qua bác đã ngâm rồi. Ngâm một đêm. Rồi sáng nay bác mới làm trước khi làm thì bác thì phải vo gạo thật sạch, thật kỹ. Thì bánh nó mới được trắng, mới được bóng mượt mà. Chứ mình làm mà không được vo gạo mà không được làm kỹ thì bánh nó không được ngon.